Xin chào quý vị, đây là con gái của nghệ sĩ Kim Tử Long nha. Nghệ sĩ Thẩm Miêu nha cô chú chị, đây là nghệ sĩ Thẩm Miêu đến viếng nghệ sĩ Lê Hùng nha. Son giả Tô Thiên Kiều xúc động bên đồng nghiệp nha mọi người. Thẩm Miêu đến thắp hương chờ nghệ sĩ Lê Hùng nhà cô chú anh chị. Có diễn viên Trọng Hiếu đến chia buồn với gia đình của nghệ sĩ Lê Hùng luôn nha cô chú chị. Diễn viên Trọng Hiếu là người đội nón đen nha. Nghệ sĩ Kim Tử Long nha cô chú anh chị ơi. Đợi tao tuổi ông này khách nào mới tao đi trước. Đây là sau nó ngồi Hà Kim Anh nha cô chú anh chị. Bất ngờ chị Hồng Loan đến viếng nghệ sĩ Lê Hồng nha cô chú anh chị. Quá trời đông anh em YouTube luôn. Đây vợ chồng chị Hồng Loan nha, con nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Quá trời đông anh em YouTube chen lắng nhau. Lui ra anh em ơi. Rồi. Quá trời đâm luôn.
rồi bây giờ mình quay ra. YouTube bu quá trời đông luôn. Mất công đâu. Cái gì đâu.
có ba bà thằng nhã bọn biết ca, nó nhìn một đứa biết ca được rồi.